ồn ào ở trường quốc tế vẫn đang là chủ đề gây sốt cộng đồng mạng khi nhà trường chưa có hướng xử lý phù hợp. Vấn đề được đẩy lên cao trào khi mới đây nữ ca sĩ Thủy Bi livestream để đòi lại công bằng cho con. Trong livestream, cô liên tục có những câu nói cực chất bày tỏ quan điểm. Cụ thể, Thủy Bi đã kể về việc con mình bị thương khi đang học ở trường. Đồng thời, cô khẳng định bản thân sẽ làm tới cùng để đòi lại công bằng cho con. Nữ ca sĩ không ngần ngại nói, bố mẹ con, người thì xuất khẩu gạo, người thì bán ô tô, có quá nhiều thứ để mất. Còn cô đây chả có gì, công việc không có, mỗi bán chân gà, bán thì bán, không bán thì thôi. Chưa kể trước đó, khi cộng đồng mạng thắc mắc, cho rằng mẹ như thế thì chắc hẳn con cũng chẳng hiền. Nữ ca sĩ liền đáp, bao nhiêu cái ghê tôi lấy hết của con tôi rồi, tôi là một người phụ nữ đơn thân nuôi con, nên đừng có mong là tôi hiền. Tôi đang như thế này đây mà con tôi còn bị làm phiền, tôi mà hiền nữa thì ngồi lên đầu tôi à. Điều đáng chú ý trong livestream lần này đó chính là lượt theo dõi rất khủng. Lúc đầu là hàng chục nghìn người xem, sau đó tăng lên hàng trăm nghìn và đỉnh điểm là hơn 120.000. Đây là con số mà không ít streamer ao ước đạt được mỗi khi lên sóng. Nhìn lượng người theo dõi cũng đủ biết sự việc đang hot tới nhường nào. Được biết, ca sĩ Thủy Bi tên thật là Trần Hà Thủy. Hiện cô đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và là mẹ đơn thân nuôi hai con gái. Vốn bố mẹ đều theo ngành y nhưng Thủy Bi lại có niềm đam mê với nghệ thuật. Song cô cũng không theo đuổi con đường này tới cùng mà sang nước ngoài du học. Đây chính là nguyên nhân vì sao cô có thể nói tiếng Anh như gió để đối đáp giáo viên nước ngoài tại trường quốc tế.